Xin chào quý vị anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý vị anh chị đến với ITP Club Channel. Thì video hôm nay Xuân Thịnh sẽ làm để cảnh báo cho quý vị anh chị về bộ ba nhóm cổ phiếu của dòng họ FPT, đó chính là cổ phiếu FPT, FRT và FTS. Thì đây là những cổ phiếu đã tăng rất là mạnh từ trước đó và hiện tại đang có một cái xu hướng tăng. Tuy nhiên, trạng thái hiện tại bây giờ đang có dấu hiệu đảo chiều của xu hướng tăng, trước đó kết thúc cái xu hướng tăng và đảo chiều. Thì Xuân Thịnh sẽ làm để giới thiệu cho quý vị anh chị nhé. Đầu tiên là chúng ta nhìn về cổ phiếu FPT. FPT thì sau cái những cú breakout tăng mạnh thì hiện tại nó đang có cái tín hiệu là phân kỳ đảo chiều, khi mà chỉ số MFI về phản ánh về dòng tiền đang có cái dấu hiệu trên overbought và chững lại ha, chững lại. Dòng tiền thì đang có một cái tín hiệu rút ra nhẹ ở đây đối với FPT, và đồng thời chỉ số RSI cũng đang phân kỳ đảo chiều. Thì cái nguy cơ rất cao kết thúc xu hướng tăng của FPT ở đây. Thứ hai đó là chính là cổ phiếu FRT, cũng thuộc dòng họ này, và trạng thái của chúng ta cũng là tương tự nhé. MFI cũng đang cho thấy cái dòng tiền rút ra, cũng như là RSI cũng đang phân kỳ đảo chiều, phân kỳ đảo chiều. Đỉnh giá thì là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, còn về chỉ số MFI cũng như là RSI thì là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Tiếp theo cổ phiếu thứ ba trong cái nhóm này đó là cổ phiếu FTS, cũng tương tự nha, FTS nha, đó phân kỳ đảo chiều rất khá là rõ ràng ở ba cái nhóm cổ phiếu này. Thì cái target của chúng ta khi mà phân kỳ đảo chiều của ba cổ phiếu này như thế nào, đó chính là FTS thì về tới vùng giá nền là 44 cho tới 45, 44 45. FRT là về quanh vùng giá 102, cũng như là FPT. FPT thì sẽ có cái target vùng giá 94 anh em nhé, 94. Thì đây là cái ba cái vùng giá mà và ba cái cổ phiếu mà có nguy cơ phân kỳ đảo chiều trong thời gian tới. Thì hy vọng là cái video này sẽ giúp cho quý vị anh chị phần nào đó tránh việc FOMO mua cổ phiếu, sẽ khiến chúng ta kẹp hàng ở ngay lúc này. Còn nếu vì thế mua như thế nào thì anh chị có thể để lại comment, khi nào mà có vì thế mua đối với ba cổ phiếu này Xuân Thịnh sẽ hỗ trợ quý vị anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ủng hộ Xuân Thịnh bằng cách mở với tài khoản tại VPS theo ID 9784 hoặc là SSA theo ID giới thiệu là Y550057 nhé. Hẹn gặp lại quý vị anh chị trong các video sau. Xin chào.